nhận tờ rơi. Hoàng tử tuyển vợ đại gia tuyển chân dài. Cái gì mà bấm thế? Để cho con lấy chồng đi. Ý mặt mày có chó lấy quần à? Con lừa thế, con thấy mẹ đẹp như thế này cơ mà. Đẹp như chân bún trò ấy. Mỡ lên chồng con. Mẹ không biết rồi, vừa đẩy ra phát tờ rơi á, tuyển vợ đó. Mày ra phát tờ rơi tuyển vợ thì cái gì tuyển vợ xinh vợ đẹp chứ ai tuyển mày. Đây ra phát tờ rơi tuyển vợ thì liên quan đến mày. Ô thế mẹ không biết con là một tín đồ à? Tín đồ á? Tín đồ gì? Bác đào con nhà mỏ ấy. Ai ôi mà. Mày chỉ cái là giống mẹ này. Cái gì đây con này? Nào cửa đi vào đây không hớt gì đây này. Xấu xí như mày mà cũng phải đi hội á. Ít ra là phải xinh đẹp như cám đây. Như xứng đáng cũng là mày á. Chỉ xứng đáng với rẻ lau, cánh cửa. Xinh đi đã rồi hăng ngoài đi. Đi cho con đi mà. Con chỉ đứng hàng xa thôi nhá. Được rồi, ta sẽ cho con được đi hội. Ta sẽ giao cho con một việc. Khi nào con làm xong việc này thì con mới được đi hội, được chưa? Thế là gì? Gì hứa đấy nhá. Gì uy tín đấy nhá. Ok. Nhưng mà con phải để xem trình độ con đến đâu, con làm được hay không. Cá đầu ra kia, B2 cho đôi đây cho mẹ. Vâng ạ. Mẹ bảo là làm việc xong thì cho con đi hội mà sao lại mang chị tới đây hả? Việc của con đấy, cứ từ từ để khác biết nha. Cô ngồi lựa hết hai loại này ra cho tôi. Loại nào riêng ra rồi đấy? Ra hai bát. Đến khi nào cô lựa xong rồi thì mới được nói chuyện đi hôi. Cô nghe có chưa? Lựa đi, xong rồi đi. Ô mẹ ơi, trong kịch bản nó là đốt xanh con đôi em mà mẹ. Sao đây này nó điên với gạo này mẹ? Thắc mắc cái gì? Tao biên kịch đây, thắc mắc gì? Muốn làm cái gì thì lựa đi. Nói nhiều. Ê, con là mình đi ra kia chuẩn bị đồ đấy. Được rồi đi. Ồ, đẹp rồi. Đi. Tại sao con khóc? Mà dì không cho con đi, dì còn đổ gạo với cả hạt đỗ vào bên nhau, bác con lựa xong rồi mới đi ạ. Tưởng gì chuyện nhỏ, để ta giúp con nhặt hộ con nha. Ơ, con tưởng ông Tiên có phép thuật biến ra chia ra hai loại đỗ chứ. Ai ngờ có một đặt tay bo như này ấy, lâu mới xong được. À ừ kìa, mình có biết con cơ mà. Rồi, cho ta. Rồi nhá, xong cho con rồi nhá. Nhưng mà ta giúp con rồi, sao con vẫn còn khóc? Lựa đỗ trong rồi,
nhưng con vẫn không có quần áo đẹp để đi hội. Chuyện nhỏ, con hãy vào chân giường lấy bộ xương cá bóng ra, nó sẽ giúp con có quần áo đẹp để đi hội. Có thể đúng không? Chẳng nhẽ em ta lại lừa con. Thôi, con hãy làm đi, ta đi đây. Cô cảm ơn ông, con sẽ làm ngay. Mấy giờ rồi mà sao cái bọn đồ đệ này nó đi, nó phát tờ rơi mà chả thấy quay đường hoàng đại gia mà chán đến vậy. Chết là cái gì ạ? Không được. Mang cho cái gì ạ? Đó là cái chân. Đó là cái chân. Wow, tuyệt phẩm của trần gian, quá đẹp, cù tọa kìa, cù kỳ, lung linh, trần châu, đầy đầu. Mùi thế, nhưng mà ta thích. Đấy, đôi dép quá đẹp, chủ nhân của đôi này chắc chắn là phải đẹp, vì đôi này rất là đẹp. Ta sẽ hạ quyết tâm, ai mà đi vừa chiếc hài này ta sẽ lấy làm vợ. Ta đã quyết là sẽ làm. Đại gia của con. Đại gia là sẽ phải làm của con. Tí nữa. Hello, xin chào đại gia. Chào hai mẹ con xí xấu. Đại gia hôm nay đại gia con tuyển vợ không hả? Đúng rồi, nay tôi tuyển vợ. Thế còn ngu thế nhỉ? Tuyển người yêu xong rồi dần dần mới từ yêu lên vợ. Mày ngu tí. Ô thế hả? Chả thế. Ngu nhắm quá. Đại gia cho mẹ con tôi đây hỏi là tiêu chí đại gia kén vợ là gì thế? À quên, kén người yêu là gì thế nhỉ? Đúng rồi, đơn giản lắm. Chỉ cần đi vừa đôi này là sẽ là vợ ta. Cái gì? Tiêu chí đi vừa đôi hài này là có thể là vợ đại gia rồi cơ. Đúng rồi, chỉ cần đơn giản vậy thôi. Ừ, thế thì quá đơn giản. Con đông lên. Chết rồi, đại gia mắc bẫy rồi. Ủa, con đỏng đấy con. Cố gắng vừa vào con ạ. Ôi thôi lỏng rồi, xuống đây. Ôi, mày xuống đi, kém quá con. Mẹ đi xem, một phát ăn tiền ngay đi này. Ôi, chật thế. Thôi, xuống đi, chân thì to như cái cổ đình làm sao mà vừa được, rách hết hài của tôi. Xuống đi. Ơ, tôi giờ vứt đi, ai nói hú em đi của mình nhở? Nhìn như gì với em cá mới nhở? Dậy, không đi vừa. Vứt chàng. Ôi kìa, đi về đây quá. Thích, cái đôi giày rách, đi về đây. Sao gì lém giày cho mình nhở? Hay là gì bắt mình đi nhở? Tôi cứ kệ đi và đã không thể đến chết. Thôi mình đi lên đã, xem gì có căng dặn gì thêm không. Ui, mẹ ơi, chị Tâm đến kìa. Chị Tâm đến kéo này ra đấy. Hay mẹ con ra ngăn cản chị đi. Đi. Lên lên lên, đi đâu đây? Cô ăn thấy chỗ này đông đâu, cô bảo nó xem một tí. Ê, nhặt xong đồ chưa? Cô nhặt xong rồi ạ. Chớ chừng, đi về đi. Ừ. Xem xét gì đây? Nàng đi vừa đôi hài đó hả? Ai vừa ta hả? Mẹ, chị Tấm kìa. Được rồi. Giỏi lắm. Đi, mẹ con ta về. Không bao giờ để yên cho cái con này. Đi.
Lăng lăng đi vừa đôi hài này hả? Đúng rồi, đây là đôi hài của ta mà. Ồ, vậy à? Ta đã đặt ra là ai đã đi vừa đôi hài này, ta sẽ lấy người đó làm vợ. Không biết làm có đồng ý không? Bởi vì ta đã rất là đê mê cái mùi của đôi hài này rồi. Ồ, chơi thật là kỳ lạ. Đam mê cái gì chứ? Đam mê mùi hôi chân 3 năm của ta vẫn chưa khỏi. Nhưng mà ta đồng ý. Mời nàng về cung điện với ta.